Lút máy cưa xin chào toàn thể các quý vị và anh em nha. Hôm nay thì cửa hàng chúng em thì giới thiệu cho anh em ba con máy cắt cỏ mang thương hiệu hàng Nhật bãi cho anh em. Giá thành thì cực kỳ rẻ anh em nhá. Hôm nay thì trong lô ngày hôm nay thì có ba con máy cắt cỏ này, máy nhỏ có này, máy tầm trung có này và máy to để cho anh em về sử dụng đập phát cước có luôn anh em nhá. Đánh dấu ký tự là lô chữ P. P1 này, P1 này, P2 này, P3. Đấy, tại sao mà em lại ghi cái P1, P2, P3 như thế là để cho anh em khi đặt hàng thì nó dễ dàng anh em nhé. Hình thức đặt hàng thì cửa hàng chúng em thì không cần bắt anh em phải cọc trước đâu. Đấy, anh em chỉ cần ưng con nào thì xem kỹ video, cảm thấy thật sự ưng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhá, thì bảo là anh muốn mua cái con P1 chẳng hạn hoặc là con P2 chẳng hạn này, thì cửa hàng chúng em biết ngay là anh em lựa những cái con máy trong này, trong lô này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Nhiều anh em hẹn để đọc cái tên máy thì nó rất là khó, nên là nhiều anh em không biết cái tên máy và đọc nó không chuẩn nhé, thì mua bán nó cũng rất là khó khăn. Thì em ghi cái P như thế. Và con đầu tiên P1 850.000. Đấy, quá rẻ. Con P2 giá 2.4 triệu. Con này thì công suất nó tầm trung để cho anh em về sử dụng cắt tầm trung anh em nha. Còn con P3 thì nó là hàng máy mới. Con này thì nó là hàng máy mới, đập trong thùng đổ ra 100% luôn anh em nhá. Con này giá 2.200.000. Đấy, giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Rồi, đầu tiên là con P1 này. Con P1 là thương hiệu Hitachi. Hàng này thì nó là hàng của Nhật bãi anh em nhá. Hàng của Nhật bãi, công suất thì con thì công suất nhỏ để cho anh em về sử dụng cắt vườn đồ linh tinh, hoặc là anh em về xài ít anh em nhá, thì con này rất là hợp lý luôn. 850.000 đấy, quá rẻ anh em. Anh em lấy cái con P1 này sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao, cái chắn cỏ thì ráp sẵn trong máy rồi, và tặng kèm cho anh em là một cái dây đeo bao ship cho anh em tới tận nhà nha. Đấy, con này thì công suất nó là 32cc, và đường kính xe bít tông của con này thì nó là 32mm thôi. Con này thì công suất 23cc chứ nhỉ? 23cc anh em nhá. 23cc và đường kính xe bít tông của con này nó là 32mm. Thương hiệu Hitachi, con này thì về phù hợp cho anh em mà cắt cỏ vườn nhà hoặc là cắt cỏ bữa ao đối linh tinh đấy ạ. Hoặc là phụ nữ xài anh em nhá. Con này thì công suất nhỏ để cho anh em về sử dụng nói chung là sử dụng ít đấy ạ. Đấy. Để em giật két nổ cho anh em nghe qua nhá. Đấy, giá thành rẻ cho anh em nào mà phải sử dụng ít, sử dụng chơi chơi anh em nhá. Cần một chiếc máy cắt cỏ nói chung là đủ nổ để cho anh em về sử dụng. Đó, thì anh em phù hợp. Vâng, và nếu mà anh em nào mà về sử dụng nhiều đây, với cái tần suất nhiều, thì con P2 là một con máy cắt cỏ. Hàng này nó cũng là hàng của Nhật bãi anh em nhá. Hàng này thì hàng của Nhật bãi, thương hiệu Humana này. Humana 132, con này thì nòng của nó lên đến 38mm luôn. Nhưng mà công suất của con này thì nó là 32cc anh em nhá. Giá bán con này là 2.400.000. Máy móc cam kết cho anh em là chuẩn zin đẹp đẹp anh em nhé. Đó, con này là hệ là tum, là cũng là hệ tum rời. Tum rời anh em nha, con này thì nó là tum rời này. Đấy, cho anh em nhìn này. Đó, điện zin này, nòng zin này, tất cả nguyên zin hết cho anh em. Tum là hệ tum rời anh em nhá. Cái phần cần và phần cục máy có thể tháo rời ra được. Đấy, hai bốn con ốc phải vặn ra này, có tháo phần cần ra được luôn. Đó, con này thì nếu mà anh em lấy cái con P2 này sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao này, một ổ phát cước này, một cái chắn cỏ này và một cái dây đeo, là bốn bộ đồ nghề kèm theo anh em nha. Máy móc cam kết nguyên zin cho anh em. Anh em không cần phải tan, máy móc thì nổ ngon lành, anh em chỉ việc về là nổ ngon lành, đổ xăng là nổ thôi anh em nhá. Con này thì nói chung là hàng của Nhật bãi anh em. Hàng của Nhật bãi. Đó, giá thành thì con này thì công suất nó là nòng 38 ly thì về phù hợp cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp anh em nhá.
Ok. Vâng. Vâng, và cuối cùng là con P3 này. Cái con này thì nói chung là cái hàng máy mới 100% cho anh em. Anh em không thích xài lại hàng cũ đúng không? Thì anh em lấy cho em cái con P3 này anh em nhá. Đó, con này thì nó là giống Hukama 541. Đấy, con này thì hàng máy mới 100%, hàng đập trong thùng đổ ra anh em nhá. Đó. Cho anh em nhìn này, 2.200.000, con này thì công suất lại cực kỳ to nữa. Nòng 40 mm, công suất là 41cc. 41cc anh em nhá, cho anh em về cắt sử dụng chuyên nghiệp đấy ạ. Tum là hệ tum rời, côn là côn to, hệ tum rời cho anh em cực kỳ khỏe. Con này thì em hay bán cho anh em chuyên về sử dụng phát thuê phát mướn đấy ạ, hoặc là anh em về sử dụng chuyên nghiệp anh em nhá. Đó, đây tay ga thì cái tay ga bộ, hàng này thì hàng máy mới 100%, bọc bó còn nguyên này anh em nhìn nhá, phần bọc bóng tôi cầm còn nguyên đấy anh em nhá. Đây phần đầu bò của nó đây anh em, đó còn nguyên xi, nguyên đai, nguyên kiện. Đây, chân chống là hệ chân chống sắt này, bảo vệ bình xăng, chân chống sắt. Hàng này thì nói chung anh em về sử dụng hết chê luôn anh em. Giá thành thì vừa phải, cả hàng chúng em bán giá cực kỳ hợp lý nhá. Giật trợ lực, chụp giật thì chụp giật trợ lực này. Vâng, và riêng cái anh em nào mà lấy con B3 này này sẽ tặng kèm cho anh em là một ổ phát cước, một con dao, một cây chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện kèm theo và bao ship cho anh em tới tận nhà anh em nhé. Hàng này thì anh em sử dụng này khỏi phải lăn tan luôn anh em. Anh em sử dụng con này thì hàng máy mới 100%, em đã bán phải tầm khoảng 50 cây rồi. Người ta sử dụng rất là tốt anh em nhé, người ta sử dụng cực kỳ ngon để cho anh em chuyên về sử dụng phát thuê, phát mướn, phát khoán này anh em. Anh em nào mà về rẫy nương nhiều thì anh em lên lấy những con máy nòng to như thế này, bởi vì nó sẽ giúp được cho anh em cắt tất cả các loại cỏ này, với lại là cái công suất to thì cái độ bền của cây máy nó sẽ cao anh em nhá. Đấy, rồi xin chào toàn thể anh em nào ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn nhanh những video tiếp theo.